Rồi, hello anh em. Thì mình đã tới Thanh Vương Phát rồi nè anh em. Rất là rộng, rất là to luôn anh em. Thì mấy anh em đã tới rất là đông rồi, xe rất là nhiều. Thì mình đã quay cho anh em rồi đó. Ở đây là có khu vực chạy thử xe, nhận quà, rồi thay nhớt miễn phí. Xa xa là mình thấy có Vinix nữa kìa. Thì hôm nay mình sẽ nhường cho Vinix dẫn chương trình nha anh em. Anh là ai? Thì hôm nay anh tới đây mà có em tới luôn thì nhờ em làm MC cho cái chương trình này luôn. Dạ. Thì mình đứng đây nè, đứng đây cho đẹp nè. Tôi biết là đây là Vinix thôi mọi người ha. Thì xung quanh là mấy anh em rất là đông đang chạy thử xe. Rồi, thì bây giờ anh muốn em nhờ em là em sẽ dắt mọi người tham quan showroom. Mọi người thì hôm nay là đây là Thanh Phương Phát 4 ha. Thì nhìn vô là thấy liền cái chỗ đăng ký chạy thử xe. Chị ta đăng ký chạy thử xe ở đây. Và đây là cái khu vực mà bán xe hiện nằm bên này. Và chạy thử xe là chạy ngoài này nha mọi người. Đang có mấy anh đang chạy thử này đó, đó quay cho mọi người coi. Đây là khu vực đăng ký chạy thử xe Yamaha R15. Không giống thử một bạn đi. Không giống đúng không? Tới đây sao vui không? Bạn đăng ký là bạn đã chạy thử xe R15 chưa? Dạ mình đăng ký rồi, mình đang chờ chạy thử. Đang chờ tới lượt đúng không? Dạ đúng rồi. Trước giờ đã từng chạy qua R15 chưa? Dạ chưa. Trải nghiệm đầu tiên khi mà chạy R15. Rồi bạn hôm nay bạn tới đây bạn thấy cái chỗ này nó như nào? Dạ không khí rất là đông người, rất là vui. Đông vui đúng không? Dạ. Okay. Ok, cảm ơn bạn nha. Rồi, giờ đi vô cái phần trong đây là khu vực ngồi chờ. Dạ. Khu vực ngoài trời này cũng mát mẻ sạch sẽ ha. Chỗ đây là chỗ bán xe. Tên tên, đây là cái chỗ bán xe chính và nơi trưng bày showroom xe. Nhìn xung quanh thì tôi đã phát hiện cái đấy mọi người, nhìn đi, thấy liền. Trưng bày rất là đẹp và nhìn phát thấy luôn. Đi theo Vinix nè. Có rất là nhiều mẫu mã và nhiều cái loại xe của Yamaha, khách hàng cũng có này, và người tới tham quan cũng có này, và người tới dự sự kiện cũng có luôn. Đây là quầy bán hàng, quầy tư vấn ha. Và trong này rất là mát, rất là sáng sủa nè, trưng bày rất là đẹp. Đây là cho mọi người đi tham quan vòng vòng sơ. Bây giờ mình tí nữa thì mình sẽ xem những cái phần cụ thể hơn. Mọi người biết thích nhất là cái gì ở đây không? Đi theo em nè. Đây là cái quầy mà Vinix thích nhất. Em mọi người thấy gì không? Quầy đồ ăn rất là ngon, rất là dễ thương và rất là sang trọng luôn. Cái này là mọi tên 15. Phỏng vấn trước đi. Hoặc là xe Yamaha. Anh ơi, và xin mời người có thể cho em phỏng vấn một chút xíu không ạ? Dạ được chị. Anh nói là mình vừa chạy thử chiếc mọi tên 15 đúng không? Dạ đúng chị ơi. Cảm giác của mình khi chạy mọi tên 15 như thế nào ạ? Dạ sướng lắm chị, phấn khích lắm. Sướng lắm hả? Là nó chơi một bậc với xe số thông thường đó chị. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm dòng xe này hay là mình đã từng chạy qua rồi? Dạ từng chạy qua rồi nhưng mà cảm giác nó vẫn phấn khích như thường thôi chị. Chị còn đợt 15 trước giờ mình đã chạy qua thử chưa? Dạ rồi chị. Dạ rồi luôn. Dạ rồi. Thì cảm giác nó cũng như nào? Dạ, nó kiểu nó sẽ bọt hơn chiếc MT 15 là chắc. Ok. Thì trải nghiệm của mọi người nhìn chung là mọi người rất là hài lòng, rất thích chiếc MT 15 này nha mọi người. Ok, cảm ơn anh nhiều nha. Mình vào đi nắng. Chào. Thấy chưa? Tới đây được ngắm xe và được ngắm mấy chị gái xinh đẹp nữa. Tao thích nhất là ôi trời ơi cái chị kia. Chết rồi. mọi người có thể là thấy các bạn múa giỏ cổ truyền ở trên sân khấu mà không sai nha. Đi vô đây. Đây là mọi người ơi. Đây là giải thưởng. Có thăng trúng thưởng không ta? Nghe nói là vậy. Đâu phải. Vô chụp hình lấy hơn với giải thưởng. Vô lấy hơn nhưng mà nếu là chị á là chị sẽ lựa cái chiếc RC nha. Lựa chiếc RC. Tí mình bưng nó vậy. Sao? Thông báo mọi người với ít đàn giải nhất. Ok, qua đây. Trời ơi, xe nhiều quá. Kìa, em ấn bảnh kìa, cởi ống đi. Một
Nói chung là trong những cái sự kiện xe mô tô như này thì cái phái nữ rất là ít, nhưng mà toàn ai cũng đẹp thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình phỏng vấn một vài bạn nữ ở đây nha. Hello, xin chào hai bạn nha. Cho mình hỏi thăm tí là hôm nay hai bạn đến đây là để mua xe hay là mình đến đây để mình giải thử xe hay là để dự event hay là như nào ạ? Dạ, em đến đây để dự event là chị. Dự event còn bạn ạ? Em cũng đến đây dự ok. Thì nãy giờ mấy bạn tới đây là mình hay mình thấy là đã có ăn uống rất là đầy đủ rồi. Mình cảm thấy dịch vụ ở đây và mọi thứ ở đây như thế nào ạ? Dạ, dịch vụ ở đây rất là ok chị, rất là nhiệt tình luôn. Ở đây em thấy thì nhân viên rất là chu đáo nè. Thì ở đây rất là ok. Đó thì mình đặc biệt rất là thích những cái nơi showroom như này, khi mà mọi người ví dụ như mình một bạn nam nhắc bạn gái tới mình mua xe đi, thì trong khi các bạn nam có thể đi vòng vòng để lựa xe, tư vấn xe, thì các bạn nữ vẫn có khu vực để mình ngồi nghỉ nè, mình đợi để không có... Rồi. Quay cái logo ra ngoài nha. Quay cái logo. Dạ rồi, ok. Rồi bữa nay vui à anh em đúng không? Hồi nãy tự nhiên có mấy anh em về trước á, hơi buồn chút xíu ha. Nhưng mà còn thì nhiều top, bây giờ top này top 1 mấy anh em mình trước ha. Rồi mấy anh em ơi, chúng ta vỗ tay cho mấy anh em trên này. Quận 6. Anh em mô tô quận 6. Cảm ơn mấy anh em mà không lội lặn lội đường xa đi tới đây. Rồi bây giờ tới màn quan trọng nè. Rồi. Ok. Rồi cho em gửi luôn nha. Cảm ơn mấy anh em nha. Xích cho chụp hình luôn cho vui cho đẹp. Rồi. Em gửi nha. Quay nha em, quay hết mấy anh em mình lại lưu lại. Đó. Địa địa coi cái gì. Địa. Ba lô ở đây mà. Có vô rồi. Rồi, cảm ơn mấy anh em đã từ xa tới, ở lại tới cuối chương trình cùng với mình. Hy vọng là sẽ có nhiều chương trình nữa cho mấy anh em mình có buổi gặp mặt. Để qua lấy thêm. À, đưa đây em. Ôi cảm ơn anh em nha, không lội lội đường xa. Đây anh mua xe bên em à. Ok cảm ơn anh em rất nhiều. Ê, có chưa. Tại vì nhiều anh em quá, có nhiều anh em mình chưa có tiếp được á, anh em thông cảm nha. Ok. Nhiều anh em quá. Dạ. Rồi top sau, đúng không? Rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi top sau, đó, tới đây ơi. Rồi. Mày những gương mặt quen thuộc. Những gương mặt quen thuộc anh em ơi. Lên đây quay luôn em, còn ghi quay dưới. Thôi đây em hay cái. Những gương mặt quen thuộc. Quen em đâu anh Minh? Chưa hết rồi. Từ Sài Gòn lên hết luôn. Dạ. Này hai đứa xa, này hai đứa chạy chung cái được không? Được. Không được. Hả? Thiếu cái. Rồi vô. Rồi 2 3 mấy anh em mình về luôn nha. Đuổi lên nha, la lên nha. 2 3 về. Rồi. Nhìn mấy ảnh cái nè, mấy ảnh cái nè. 1 2. Rồi rồi anh em lên tiếp cho anh em sau lên. Lên Nam. Rồi. Cảm ơn mấy anh em.
Rồi. Vô quay phim anh em ơi. Nhân dịp mà Trinh Anh 4 Thanh Vương Phát Sama Ha Thao khai trương thì bên em đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách tới và mua xe, bao gồm như sau là từ ngày 15 tháng 2 đến hết ngày 22 tháng 5 chúng ta sẽ được nhận một phiếu bốc thăm trúng thưởng và tổng trị giá giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Giải đặc biệt thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc xe ẹc 155 phiên bản tiêu chuẩn, giải nhất thì có 4 chiếc xe Sirius FI phiên bản phanh cơ và nhiều phần quà hấp dẫn khác như TV, tủ lạnh, lò vi sóng và hàng ngàn combo quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra, khi mua xe Figo S, chúng ta sẽ được giảm 6 triệu đồng trực tiếp vào giá xe ha. Và Figo bình thường, Figo phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ được giảm 4 triệu đồng. Grande sẽ được giảm 2 triệu đồng. Janus chúng ta sẽ được giảm 2 triệu đồng. Và đặc biệt khi mua ẹc 155 có cơ hội trúng voucher chuyến xe đi mô tô, đi xem giải đua mô tô tại Malaysia. Và một cái điều đặc biệt nữa là khi mua R15 bên Thanh Vương Phát thì những khách hàng mua trả góp sẽ được là trả góp không lãi, với lãi suất 0%. Ngoài ra thì với những khách hàng mua xe tại Thanh Vương Phát, khi mua phụ kiện trị giá trên 5 triệu đồng, chúng ta sẽ được giảm 500 ngàn đồng trực tiếp vào ha. Và ngoài ra thì mình sẽ được nhận những combo quà tặng trị giá 1 triệu đồng như hai móc khóa này, hai nón bảo hiểm, một áo mưa, một thẻ cứu hộ trị giá 365 ngàn đồng, một lít xăng và hai chai nhớt. Đấy. Dạ. Wow, trời ơi. Cái phần quà nó nhiều tới nỗi mà em nhớ không hết luôn á mọi người. Thì mọi người có thể đây là người thật vì thật luôn. Đây là những cái phần quà mà nãy giờ chị đã liệt kê ra và còn rất là nhiều cái phần quà đính kèm nữa mà nãy giờ kể mà em nghe hoa mắt luôn á. Vậy thì mọi người ơi, mình còn chờ gì nữa mà không nhanh tay trong cái dịp này mình cùng đến Yamaha sao Thanh Vương Phát đem về cho mình những chiếc xe máy mà mình thích kèm với những phần quà ở đây. Và nếu mà mình may mắn á thì cái số lượng phần quà đáng kể luôn á mọi người ơi. Rồi em cảm ơn chị rất nhiều vì đã phổ biến cho em những cái chương trình khuyến mãi của bên mình nha. Dạ em cảm ơn chị ạ. Rồi thì đã xong một cái buổi gọi là khai trương showroom Thanh Vương Phát ở Bình Dương. Thì lời đầu tiên thì mình cảm ơn Thanh Vương Phát đã một cái tổ chức một cái sự kiện rồi để anh em tới chạy xe thử, rồi để có điều kiện để anh em tất cả từ Bình Dương đến Sài Gòn đến đây ốp và giao lưu cùng mình. Cái thứ hai nữa là cảm ơn những anh em đã theo dõi mình trên YouTube và TikTok. Và những anh em chơi chung đã tới tham dự cùng mình thì mình rất là vui và rất là trân quý cái tình cảm mà anh em đã dành cho mình. Thì địa chỉ ở đây nó rất là đơn giản anh em chỉ cần lên Google và bấm Thanh Vương Phát 4 là ra cái địa chỉ, cách đường đua Đại Nam có 7 km thôi anh em. Thì ở đây có rất là nhiều xe đẹp đó, thì anh em tới đây mà anh em ủng hộ nhiều thì Thanh Vương Phát sẽ tổ chức nhiều sự kiện cho anh em mình gặp nhau nhiều đó. Mà mình thấy là giá xe ở đây cũng rất là hợp lý, với lại là nhiều phần quà hấp dẫn, mình thấy cũng ok đó. Nói chung là ok đó cho anh em của mình để trải nghiệm. Thì trong cái quá trình mình tổ chức cái này á, thì đây là lần đầu tiên thì nó sẽ có những cái gọi là mong muốn không có những cái mà mong muốn không xảy ra. Ví dụ như là anh em đến quá đông và có những anh em mình chưa có gặp được anh em, mình chưa có nói chuyện được anh em, nhưng mà khi mà mình gặp được anh em nào thì mình tiếp anh em đó hết mức có thể, đó là giao lưu với lại anh em cho vui đó. Và ngày hôm nay mình rất là hài lòng với những gì mà Thanh Vương Phát đã đem lại cho anh em, đó là thay nhớt cho những anh em muốn thay nhớt đó. Rồi có những phần quà hấp dẫn dành cho anh em, rồi tiếp theo là được chạy thử những con xe ví dụ như là R15, MT15. Đó là những con xe mô tô cho người mới tập chơi, cho nên là mình có rủ những anh em mà chưa có xe á, hoặc là mấy anh em mà đi tay ga lên đây vẫn có thể trải nghiệm thử. Và trải nghiệm thử sau đó mình thấy thích thì mình có thể mua xe mình chạy. Đó là một cái hay luôn anh em, đó là một cái hay mà Thanh Vương Phát đã đem lại cho anh em. Mình rất là tại vì ngày xưa mình không có mấy cái này đâu. Ngày xưa không có cái chỗ nào mà cho chạy thử xe này nọ đâu. Nhưng mà bây giờ có thì nó rất là thuận lợi cho những anh em mới tập chơi. Rồi một lần nữa thì mình cảm ơn anh em đã tới tham gia, và cảm ơn Thanh Vương Phát đã tổ chức một cái sự kiện quá là ý nghĩa dành cho anh em đó. Rồi có những cái mà việc không mong muốn nho nhỏ trong buổi lễ ngày hôm nay á,
thì mong anh em bỏ qua và mình sẽ khắc phục được những cái tốt hơn cho những cái lễ offline lần sau. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em.